Yo, what's up anh em? Chào anh em trở lại với YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách để các anh cải thiện tay không thuận mình. Let's go. Với việc anh em chơi bóng được bằng cả hai tay, đặc biệt là tay không thuận, thì đó là một cái lợi thế cực kỳ lớn trong môn bóng rổ này. Mình tin rằng rất nhiều anh em đang xem video ngày này thì đều chắc chắn có những em chơi bóng rổ bây giờ đang chơi một tay, di chuyển một tay. Mình tin chắc là điều đấy. Và cái video này sẽ mình sẽ giới thiệu cho anh em một vài bài tập cũng như là cách cái tip để anh em cải thiện, giúp anh em nâng cao được và cải thiện cái tay trái và tay không thuận của anh em tốt hơn. Ok. Mình sẽ chia thành hai phần. Phần đầu tiên nó sẽ liên quan đến phần cảm giác bóng và việc dribble dẫn bóng. Và phần thứ hai nó sẽ là liên quan đến việc dứt điểm rổ. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần đầu tiên luôn. Bài tập nhẹ nhàng nhất và khởi động dễ nhất với anh em đó là bài tập nhồi bóng tại chỗ, đúng không? Thì đơn giản thôi, mình sẽ bắt đầu luôn nhé với động tác này. Anh em đứng rộng hai vai cho mình chút, đúng không? Sử dụng tay trái đập bóng ngang đầu gối, ok? Và bóng sẽ đập trên bước chân nhá. Ok, chúng ta đập bóng trên bước chân, qua kiểm soát cả bóng lại. Đó, ok. Rồi anh em lưu ý này, anh em không để trái bóng đập như kiểu mình đánh bóng chuyền á, các anh nhìn đúng không? Đừng để bóng như này. Mãi cố làm sao khi bóng tiếp xúc với tay của mình á, càng ít tiếng động càng tốt, hoặc gần như không có tiếng càng tốt. Đây, ví dụ đây là cái một tình huống mà mình không muốn anh em làm này. Anh em thấy không? Mãi nhồi. Đó, anh em thấy không? Ok. Và anh em làm cái này cho mình 30 giây. Một, ok. Liên tục và lại 3 set. Đến động tác thứ hai, động tác finger tap. Gần giống động tác trước nha, setup vẫn như vậy. Nhưng mình muốn này, thay vì anh em nhồi bóng cao đến ngang đầu gối, thì bây giờ chúng ta thấp trọng tâm xuống và chỉ sử dụng ngón tay tap tap, năm đầu ngón tay tap vào quả bóng, tap vào quả bóng. Ok. Rồi anh em thấy không? Tap 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 tap, liên tục thật căng lên và cũng 30 giây cho mình. Ok. Nhớ đầu ngón tay nhá. Anh em phải nâng cao độ khó bằng cách gì? Di chuyển nó sang hai bên. Ok. Đến bài tập thứ 3. Anh em sẽ có nhiều bóng chữ V hay cross một tay, được chưa? Và mình muốn là tay trái nha, tay không thuận. Ví dụ bản thân mình sẽ là tay không thuận là tay trái, còn các bạn có thể tay thuận là tay trái thì là tay phải. Ok, nào. Ok, với bài tập này mình chỉ muốn các bạn chữ V. Chỉ chữ V thôi. Được chưa? Bình thường mình sẽ cần các bạn shift theo cơ thể này. Nhưng mà bài tập đầu tiên đơn giản thôi là anh em sẽ dùng tay trước. Khi nào anh em quen rồi, quen động tác này rồi, anh em sẽ đưa cơ thể theo thôi. Đó. Thấy không? Rồi, bài tập này cũng làm căng tay cho mình nhá. Và 30 giây. Bài tập 4. In out, tay không thuận. Ok, weak hand. Đó. Anh em đơn giản là đưa bóng vòng theo một hình tròn, một hình oval. Đây. In and out, đúng không? In and out. Nếu có chia sẻ động tác in and out này ở video trước, anh em phải tham khảo nhé. Ok, đơn giản thôi, cũng 30 giây. Ok. Liên tục tay không thuận. Anh em cố gắng kiểm soát bóng nhá. Bởi vì mới đầu tập nó sẽ hơi khó đấy. Đấy, đấy không? Anh thấy không? Sẽ có thỉnh thoảng sẽ một tình huống vài bung. Một tình huống anh em bị tuột bóng, nhưng không sao. Làm lại. Ngã đâu, đứng lại đấy. Ok. Thôi, kiểu. Ok, khi quen rồi thì căng lên nhá. Đó. Ok. Rồi, đến bây giờ tiếp theo thì mình muốn anh em làm một động tác kết hợp giữa việc nhồi bóng và đi di chuyển. Đơn giản thôi, anh em có thể di chuyển nhẹ nhàng, đúng không? Đó, nhảy chân sáo, bước chân sáo và đập bóng, đơn giản thôi. Tiến và lùi, ok, chỉ đơn giản này thôi. Rồi, tiến và lùi. Ok.
Rồi tiếp theo nào, chúng ta vẫn tiếp giống dẫn bóng đi bộ nhá, không cần chạy, nhưng sẽ là cross cái một tay, cái chủ yếu sẽ là tay không thuận nhá. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Yes sir. Anh em làm cho mình 3 set nhá. Mỗi set chúng ta sẽ đi bộ khoảng một nửa sân, sau đó quay lại, ok? Rồi, chúng ta tiếp theo. Lần này mình sẽ dứt điểm rổ. Anh em đứng một góc 45 độ và từ dưới rổ nhá, anh em đứng lùi ra cho mình 2 bước, 1, 2, ok. Bài tập này gọi là bài tập gõ bảng đấy. Và mình muốn anh em gõ bảng bằng tay không thuận, trong trường hợp này là tay trái. Anh em hãy nhảy thẳng lên, áp bóng vào rổ và bắt bóng luôn, đừng để bóng rơi đất nhá. Và làm cho mình 10 quả, ok. Đây, 1 này, ok, bắt bóng, tay trái nhá. 2, good, bắt bóng, 3, ok, 4, và làm 10 quả cho mình nhá, 10 quả vào, sau đó nghỉ và làm lại 3 set, ok. Bài tập theo là bài tập lên rổ bằng tay không thuận. Với những ai mà các bạn nào đang mới tập chống rổ và còn chưa quen việc bắt bước lên rổ á, thì việc bài tập này sẽ hơi khó, nhưng mình sẽ chỉ cho các bạn từng cách làm một, được chưa? Với những bạn mới bắt đầu nhá, beginner đi, thì mình sẽ làm động tác như sau. Ok, với tay trái bạn sẽ làm động tác lên rổ cho mình, bắt bóng nhá. Bây giờ mình cầm bóng ở đây, được chưa? Và mình sẽ có hai kiểu lên rổ, một là gì, là ngược chân, hai là cùng chân, tức là cùng chân cùng tay. Vậy thì bây giờ nhá, mình sẽ làm ngược chân trước nhá. Ví dụ mình lên tay phải, đúng không? Theo bình thường bật, chúng ta sẽ bật chân phải lên và tay trái, đúng không? Và tay trái thì chân phải mà, đúng không? 1, 2, đúng không? 1, 2, đó. Thì bây giờ mình sẽ làm bên tay trái, thì mình sẽ làm bên chân phải trước nhá. 1, 2, bật lên và gõ bảng. Ok, và lên rổ, được chưa? Anh nhìn thấy không? Đây, chân phải, chân trái giơ lên này, bước này, 1, 2, lên rổ. Ok. Và sau khi 5 quả lên rổ bằng chân đầu gối trái cao lên rồi, thì mình đổi sang chân phải. Đấy chưa? Bây giờ mình sẽ đổi chân phải và mình sẽ bật cùng chân cùng tay luôn này, đúng không? Đây, mình sẽ giơ chân phải lên trước, đấy chưa? Mình sẽ bắt bước 1, 2, gõ bảng. Ok, đơn giản chỉ vậy thôi. Và làm cho mình 3 set. Mỗi set anh sẽ làm 5 chân phải, 5 chân trái. Ở đây là chân bật nhá. Tay tất nhiên là dứt điểm ở tay trái rồi, tay không thuận rồi. Anh em thua tay phải thì làm tay trái, anh em chọn tay trái thì làm tay phải, và nhớ là gì, 5 chân phải bật và 5 chân trái bật, ok. Đấy là dành cho người beginners. Còn bây giờ mình muốn dành cho những người đã chơi bóng rổ một thời gian rồi và biết lên rổ rồi. Thì bây giờ mình sẽ đứng xa một chút, được chưa? Anh em sẽ dứt bóng liên tục, làm cho mình 10 quả, được chưa? 5 quả chân phải và 5 quả chân trái. Ví dụ nhá, anh em lao vào, đúng không? Lao vào dứt bóng tay trái, đúng không? Anh em bắt bước này. 1, 2. Đó, xong dứt bóng ra. Mình đang bật bằng chân phải nhá, đúng không? Lại quay vào. 1, 2. Đó, làm liên tục nhá. Và đến khi nào đủ 5 quả rồi thì mình sẽ đổi sang chân còn lại là chân trái. Đây. 1, 2. Đó. Come on. Go. 1, 2. Ok. Mình vừa chia sẻ với anh em những bài tập thường xuyên của mình để mình cải thiện tay trái, tức là tay không thuận tốt hơn. Mình tin chắc rằng nếu anh em tập luyện những bài tập mình vừa chia sẻ
trong vòng 3 tháng trở lên. Ngày nào em tập chỉ tầm 10 phút một ngày thôi, mình tin chắc là khả năng xử lý bóng bằng tay trái và dứt điểm tay trái của em cực kỳ lên đáng kể đấy. Ok, bài tập là một phần thôi và cái tip là một phần thôi, nhưng mình muốn là gì, anh hãy bỏ thời gian ra tập luyện, đấy mới là lúc mà anh em có thể tiến bộ được, chứ thay vì chỉ xem mỗi video của mình và quên mất là phải tập nhá. Ok, nếu em thấy video hay thì đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình và hãy để lại những câu hỏi ở phần bình luận để mình có thể trả lời và chia sẻ với anh em những cái content, chủ đề mà anh em muốn mình làm trong thời gian tới nhá. Ok, còn bây giờ mình tiếp tục tập luyện bằng tay trái thôi. Let's go.